Trời ơi, Thu ơi, đổ mồ hôi quá trời nè. Đây, đặt lao cho, nè nè. Đó. Cảm ơn đẹp. Được rồi, Đạt có nóng không? Đạt nóng không, lo làm gì. Đạt nóng cỡ nào sao bằng nóng Thu được đúng không? Đó, Thu có biết không, Thu mà nóng kiểu đó ha, Đạt lo lắm á. Trời ơi, Thu ơi, Đạt chịu hết nổi rồi. 6 cái rồi đó, thiệt, đặt lại tôi luôn á. Sao nay yếu quá vậy? Thêm cái nữa đi. Trời đất ơi, sao mà thêm nổi nữa. Đạt chứ phải trâu bò đâu Thu. Thôi, chiều Thu lần này đi. Cho 5 triệu. Ôi, sao mà ấy cho nổi. Đạt chứ phải con trâu con bò đâu Thu ơi. Đi làm một cái cuối cùng nữa đi. Cho 10 triệu. Lần cuối không lấy cắt à? Đây. Nói chung là vì 10 triệu này coi như chấp nhận hưởng dương sớm ha. Được rồi baby, lên đây với em nè. Ủa? Anh về rồi hả? Ừ. Sao vậy? Bệnh hả? Nên anh mệt trả rồi luôn á. Gì đâu mà hả? Mấy tháng mới qua thăm người ta, qua tối là than mệt rồi. Riết rồi hả? Anh giống như là không có em trên đời vậy đó. Trời ơi anh bận mà bé. Thì giờ kiểu mà anh rảnh một cái là anh chạy qua liền nè. Nhớ em muốn chết vậy. Được có cái miệng thôi à. Nhớ thiệt không? Thiệt sống thiệt trời. Vậy thì thôi, là anh mệt lắm thiệt á. Thôi thôi, đụng tới là mệt, đụng tới là mệt rồi. Không biết em có còn là người yêu của anh không nữa đó. Thì mốt anh bù cho. Nè, cho em. Anh cho em hết cái này luôn hả? Ừ. Tại vì anh không có muốn người yêu của anh cực khổ, lo lắng cái gì hết trơn. Anh cho em đó, thích gì mua đi, muốn ăn gì cứ mua nha, đừng suy nghĩ. Dạ, cảm ơn anh. Yếu yếu, nhưng mà làm ra được nhiều tiền. À, nè nè Kim, tới lâu chưa? Kim vừa mới tới thôi à. Ủa? Hả? Ai vậy Thu? À, giới thiệu với Kim. Đây là anh Đạt, bạn trai của tôi đó. Dạ, chào chị. Giới thiệu với Đạt, đây là Kim, họ chị em chung của Thu á. Chào Đạt. Trời ơi, Thu ơi, đổ mồ hôi quá trời nè. Đây, đặt lao cho, nè nè. Đó. Cảm ơn Đạt. Được rồi, Đạt có nóng không? Đạt nóng không, lo làm gì. Đạt nóng cỡ nào sao bằng nóng Thu được đúng không? Đó, Thu có biết không, Thu mà nóng kiểu đó ha, Đạt lo lắm á. Thu, uống miếng cho mẹ. Ngọt quá à. Sao vậy? Ôi, không biết con gì nó cắn ở dưới mà. Đọc, ngứa. Đây đây. Để Đạt có đem dầu theo. Trời ơi, mấy cái này chuyện nhỏ, đây đặt sức cho. Rồi, hết đau chưa? Hả? Rồi. Ôi, Đạt ơi, tự nhiên Thu thấy đói bụng quá, kiếm cái gì ăn đi. Đói bụng hả? Vậy giờ Thu ngồi để chơi nha. Đạt đi mua rồi. Ok, đợi xíu thôi ha. Thu, vậy trời ơi, kiếm đâu ra cái thằng đó vậy? Vừa cao to, đẹp trai, ngon quá trời, ngọt nước quá Thu. Bớt bớt cái nết đi bà của tôi á. Trời ơi, thời buổi bây giờ của tụi mình hả, có tiền là có quyền à. Hả, bà có tiền đi ha, cái gì cũng có hả. Này nghe, nhìn thấy đẹp trai vậy á, mà còn khỏe mạnh nữa nghe. Một đêm 7 hiệp luôn đó.
đã vậy á còn tâm lý cực kỳ chiều chuộng tôi luôn á. Thôi đừng có xạo, làm gì mà tận bảy hiệp lận vậy? Tôi đâu có nói xạo bà làm gì. Trời ơi, nó ăn gì mà nó khỏe vậy trời. Bà có tiền á là hả, bà có quyền sướng lắm ơi. Thiệt hả Thu? Ừ. Thu, đây, sao cho Thu nè. Trời quá trời. À, nhưng mà trời nóng quá. Đạt vô vệ sinh cái rửa mặt tỉnh táo nha. Ừ, Đạt đi xin. Đi nè. Trời ơi, kiếm tôi thằng như vậy đi. Sao mà nó ngon quá vậy Thu? Trời ơi, bà sướng quá. Cái gì đâu mà tôi chỉ cần nghe thấy 73 là nó rừng rừng hết lên rồi. Thu, tém tém lại đi bà nội. Cho ăn miếng coi. Alo, anh nghe nè. Cái gì? Em định mua lắp 20 triệu hả? Trời, nghĩ gì sao vậy trời? Em mua đại cái mắt đi, xịn chút, tốn chút, không xài cho bao lâu. Ừ? Trời em ơi, đừng có lo. Cái này, em nghĩ đi, bây giờ mua xịn chút, tốt, xong rồi hả? Vô đi học đi làm luôn. Đó, cái này, để anh chuyển cho được, lo mấy chuyện này. Ha, yên tâm đi. Có như đâu, anh làm nè, rồi anh lo cho em được. Bình thường. Ừ, mua đi, thì nha. Ừ. Ủa Kim, đứng đợi ai hả? Thì còn đợi ai nữa, đợi Đạt chứ đợi ai? Đợi em hả? Ừ. Ủa đợi em chị? Trời ơi, có gì đâu. Thực ra là Kim chỉ muốn xin số điện thoại của Đạt để thỉnh thoảng mời đi cà phê hoặc là đi ăn thôi. Đạt đừng có lo, Kim biết là Đạt nghĩ gì mà. Đạt yên tâm, chuyện này á chỉ có Kim và Đạt biết thôi, không ai biết đâu. Cho số điện thoại đi, rồi á Đạt có cần giúp đỡ gì chỉ cần alo cho Kim, Kim sẽ lo hết, đảm bảo là Đạt không có thiệt. Ok. Nhớ nha. Ừ. Dễ thương muốn chết đi được. Nè. Chắc kêu một lần thôi. Tưởng thế nào? Nghe Thu nó khen khỏe lắm. 7 hiệp, 3 hiệp. Mới được có 2 à mà đã sậm nụ rồi. Su cà na dễ sợ. Thôi, lần sau á khỏi gặp nha. Alo. Alo. Có gì không Thu, chứ nay đặt mệt quá. Thôi, qua liền đi. Thu đợi, nhớ muốn chết vậy đó. Nhưng mà nay đặt bệnh, đặt mệt lắm luôn á. Để mai được không? Không, qua liền đi. Giờ qua mỗi hiệp á thì cho 10 triệu được không nè. Rồi, đặt qua liền. Trai tráng gì mà ghét là yếu. Không có làm ăn gì được hết trơn hết trọi á. Cũng con người mà, chứ không phải máy móc đâu mà làm quá ai mà gì cho nổi. Riết rồi trả treo. Nói cái giọng đó đó, tiền á thì biết xè tay lấy đầy đủ, mà không có làm ăn nên trò nên trống gì hết trơn. Đừng có nghĩ á có mình anh Đạt à. Giờ Thu bước ra ngoài khói thằng xếp hàng á. Thôi, ta xin lỗi. Tại đặt mệt với đặt nói vậy thôi à. Dạ. Khỏi đi. Rồi đây về sau á coi như không có gì nữa. Đừng có tìm tôi nữa. Thu. Thu. Thu.
đi nha. Đi phê. Anh nào nói cho em nha. Dạ. Mỹ, ba đây. Người yêu mới của tôi. Đây là Đạt, người yêu cũ của em. À, chào Đạt. Em nói gì vậy? Làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Hả? Là đàn ông đừng đụng tay đụng chân nha. Sao? Nói đi. Anh làm gì sai? Có gì đâu mà nói. Anh không có làm gì nên tôi mới bỏ anh đó. Nhưng mà anh yêu thật lòng mà. Anh làm kiếm tiền tất cả mọi thứ lo cho em mà. Kiếm tiền hả? Kiếm tiền tôi tự kiếm được. Tất cả mọi thứ tôi cũng tự mua được. Cái tôi cần là cái tình. Anh làm được không? Anh bỏ bê tôi thêm mấy tháng trời, làm sao tôi chịu cái nổi hả? Nhưng mà anh lo cho em thằng này hơn cái gì? Hơn nhiều. Anh dù có tiền, có vật chất, còn cho tôi tình nữa. Anh nhìn đi, anh Vũ đẹp trai, khỏe mạnh, đâu có giống như anh đâu. Nè thằng nhóc, nói cho mày biết, là đàn ông không chỉ cần có tiền đâu, còn phải khỏe nữa. Cái thứ như mày thì bỏ là đáng. Đi anh. Đi. Bye nha.